Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của Twice, đó chính là ca khúc The Feel. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, mọi người lưu ý là tất cả các bạn sẽ làm cùng chiều video với Vin, tức là Vin làm tay phải mọi người cũng sẽ làm tay phải, mà Vin làm tay trái mọi người cũng sẽ làm tay trái nha, bởi vì Vin đã làm ngược sẵn cho mọi người rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học nghe thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đánh hông qua bên phải và phần lên là mình sẽ đánh ngược lên ha. 1 hất 2 3 rồi sau đó mình đưa tay lên và 4. Rồi mình làm hai lần nữa. 5 và 6, 7 và 8 là mình sẽ để chân lên đây. Rồi sau đó mình sẽ đánh 3 lần hông theo cái chữ O O O. Rồi 2 đi O O O. Sau đó mình sẽ móc chân bên trái về như thế này, làm lại nè. Móc và về. Rồi sau đó mình sẽ dùng tay phải lấy đà và tay trái lên trước. 1. Ok, làm lại nha. 2 đi 1 and 2 and 3 and 4. Ok, sau đó mình sẽ làm với bên ngược lại. 1 hấp 2, 3 hấp 4, 5 hấp 6, 7. Rồi mình sẽ nhảy vô và 8. Là tay bên trái mình sẽ úp ở dưới, tay bên phải mình sẽ úp ở trên. Rồi sau đó mình sẽ đổi chân và tay phải úp xuống. 1, 2, hạ 3. Sau đó mình sẽ xoay, vừa xoay người và vừa kéo cái tay lên. Rồi mình làm lại động tác cũ hồi nãy. Bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm. Ok, sau đó mình sẽ làm động tác kéo phần tay xuống. Cái phần hai tay của mình sẽ khép lại như thế này. Phần chân của mình sẽ đi qua đi lại nha. 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ dặm chân bên trái, chân bên phải, lên, lên, kéo xuống. Feel là mình đánh phần hông về bên trái. Rồi mình sẽ làm lại. Boy, boy, boy. Dừng. Bùm, bùm, bùm. You feel. Ok. Sau đó mình sẽ làm lại một lần nữa. Boy, boy, boy. Dừng. Rồi mình nghiêng về bên trái. Tay bên phải của mình sẽ up lên, chỉ. Rồi. Nghiêng, nghiêng, chỉ. Ok, làm lại nha. Boy, boy, boy. Dừng. Nghiêng, nghiêng, chỉ. Rồi mình sẽ xoay phần vai và phần chân của mình sẽ chạy lên. Ok. Rồi câu tiếp theo là mình sẽ gạt tay phải, gạt tay trái, xoay về bên đây. Và ngược lại. Gạt, gạt, dằn xuống dưới. Ok. Và câu cuối cùng mình sẽ làm giống như vậy là xong. 1, 2, 3 và 4. Rồi mình sẽ feel 5, 6, 7, 8 là tùy ý của mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây. Sau đó chúng ta sẽ kép thử tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, hấp 2, 3, hấp 4, 5, 6, 7, and 8. Ồ, ồ, ồ. Xoay tay. 1, hấp 2, hấp 3, hấp 4. Ngược lại. Boom, tick, tack, boom. Learn and boom. Chắc and boom boom ha. 1, 2, 3. Chùm chùm chùm. I a, I a, I a, a. Rồi mình sẽ làm tiếp. 1, 2, 3 and 4. Chùm chùm chắc. Feel. 1, 2, 3, 4. Chùm chùm chắc chắc. Feel, feel, feel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, feel, 5, 6, 7, tự do. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ờ, ờ, ờ. Chỉ chắc, chỉ chắc, chỉ chắc. 5, 6, 7 và 8. Yeah.
6 7 8 1 2 3 phi tự do. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc The Feel của Twice rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bin hướng dẫn bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đấy là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.